Thưa quý vị, để có thêm thông tin nhằm đánh giá sự quan tâm của người dân và các ý kiến đề xuất liên quan đến dự thảo bảng giá đất dự kiến áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh triển khai cuộc khảo sát thăm dò dư luận xã hội trên địa bàn thành phố. Cuộc khảo sát được tiến hành trên mạng internet, diễn ra từ ngày 19 tháng 8 tức là từ ngày mai đến hết ngày 23 tháng 8 nhằm lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân đang sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, theo dự thảo bảng giá đất điều chỉnh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giá đất ở nhiều nơi tại thành phố sẽ tăng cao so với bảng giá đất hiện hữu áp dụng từ năm 2020 đến nay, nhất là ở các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo chưa phù hợp với tình hình thực tế. Dự thảo này tạo áp lực tài chính lớn, đặc biệt với người dân đang có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Do vậy, bảng giá đất mới dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 8 vừa qua được hoàn thành phố tạm hoãn. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật mới đây về việc chỉnh lý dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã đề nghị nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng từ 100 triệu đồng hiện nay lên 200 đến 300 triệu đồng một năm. Như vậy thì những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng mỗi năm đang được đề xuất sẽ không phải đóng thuế giá trị gia tăng. Đây là tin vui đối với hàng triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc khi mà ngưỡng chịu thuế hiện tại là 100 triệu đồng mỗi năm, có hiệu lực từ năm 2014 cho đến nay đã lạc hậu. Cùng với thuốc và thầy thuốc thì thiết bị y tế là một trong ba trụ cột của công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên, phần lớn bệnh viện đang phụ thuộc vào thiết bị y tế nhập khẩu. Các đơn vị sản xuất trong nước có ít cơ hội trúng thầu trong mua sắm công. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng khi xây dựng luật thiết bị y tế cần bổ sung nhiều chính sách để tạo cơ hội và khuyến khích đơn vị trong nước sản xuất thiết bị y tế. Được thành lập từ năm 2015 với 100% vốn trong nước, đơn vị này chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị y tế chất lượng cao với mặt hàng chiến lược là kim luồn tĩnh mạch loại an toàn. Để sản xuất thiết bị y tế chất lượng cao, đơn vị phải đầu tư lớn vào thiết bị, máy móc, nhưng vẫn phải đảm bảo giá thành thấp và cạnh tranh với hàng nhập khẩu. Đối với những doanh nghiệp mà sản xuất trang thiết bị y tế và đang ở Việt Nam, hiện tại là đang gặp rất là nhiều những khó khăn từ nguồn nguyên liệu, rồi cho tới cả về vấn đề mà hạn chế trong cái chuyện mà đấu thầu, lẫn cả trong cái chuyện mà giá cả. Theo các chuyên gia, từ khi luật đấu thầu năm 2023 có hiệu lực, nhiều chính sách ưu đãi cho sản xuất trong nước với ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, cần có những ưu đãi về thuế, đặc biệt là về thuế nguyên vật liệu cho sản xuất thiết bị y tế. Cái chính sách về giá cả nữa, để cho bên doanh nghiệp người ta cũng yên tâm người ta sản xuất. Và cái nơi để mà mọi người người ta sử dụng ấy, mỗi cái phòng xét nghiệm cũng như cái khoa máy xét nghiệm của bệnh viện thì người ta yên tâm để người ta sử dụng và để tốt cho người bệnh. Thiệt ra thì hiện nay là cái công ty mà sản xuất thì nó vẫn có một cái khó khăn, tức là cái giá thành nó cần phải có mang tính chất cạnh tranh. Và thứ hai nữa là các sản phẩm trong nước chúng ta là cần phải nghiên cứu làm sao để sản xuất những cái sản phẩm mà chất lượng rồi hiệu quả và làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu mà điều trị của bác sĩ đối với người bệnh. Trong bối cảnh Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng dự thảo luật thiết bị y tế, một số ý kiến cho rằng để khuyến khích doanh nghiệp nội địa đầu tư sản xuất thiết bị y tế cần bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư vào ngành này, đặc biệt là ưu đãi đầu tư đối với nghiên cứu sản xuất thiết bị y tế ứng dụng công nghệ cao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong sản xuất thiết bị y tế tại Việt Nam. Thưa quý vị, nhiều năm qua, tuyến đường Chu Văn An quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng ngập nước cục bộ, có nơi sâu đến cả mét, đặc biệt ở các hẻm như là 366 hay 334. Vào cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An và dự kiến trong tháng 8 này sẽ hoàn thành chi trả cho các trường hợp bị ảnh hưởng trong ranh dự án. Người dân tại đây rất phấn khởi vì sắp thoát khỏi cảnh ngập lụt và rác nổi lên bên. Đường Chu Văn An, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, có nhiều đoạn thắt cổ chai, khuất tầm nhìn, nhiều đoạn trũng, thấp. Trong đó, hẻm 366 thấp hơn các tuyến đường xung quanh và hẻm liền kề khoảng 1 mét, chênh đến 5 mét so với ngã năm Bình Hòa. Mỗi mùa mưa, con hẻm này ngập cục bộ.
ứ đọng do rác thải từ các nơi đổ về. Vị trí tôi đang đứng đây chính là hẻm 366 đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh. Và đây cũng chính là một trong những cái điểm mà ngập nước sâu nhất vào mùa mưa. Và những người dân ở đây thì họ cho biết họ rất là vui mừng khi mà nghe thông tin đường Chu Văn An sắp tới sẽ được nâng cấp mở rộng. Sống ở hẻm 366 mấy chục năm nay, bà Đặng phải nâng nền nhà đến 4 lần. Giờ nền đã cao hơn 1 mét so với mặt đường hẻm. Nhưng mỗi lần trời mưa, bà vẫn phải chèn thêm vách cao để ngăn nước và rác trôi vào nhà. Nâng cấp thì đương nhiên là đường nó bớt ngập rồi. Nếu người ta mở rộng đường là đương nhiên là mình cũng được cái lợi thế là khi mà có quả quản hay chuyện gì ấy, rộng rãi dễ đi dễ chạy. Bà Hiền buôn bán ở chợ Cây Điệp, đường Chu Văn An. Không có nền nhà cao chống ngập, vào mùa mưa bà phải bán rẻ hàng hóa từ sớm để kịp chạy lụt. Không ngập nước là yên tâm làm ăn cho đỡ vất vả khổ. Dự án mở rộng nâng cấp đường Chu Văn An từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh có chiều dài khoảng 600m, chiều rộng 23m. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Cái dự án này tương đối là thuận lợi so với cái dự án khác. Tại vì cái số hộ dân phải tái định cư thì nó tỷ lệ rất thấp. Chỉ có 11 trường hợp trên 166 và đa số các hộ dân này thì cũng sẽ được dự kiến là bố trí tái định cư tại chỗ, vì đó cũng rất là thuận lợi. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, việc bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được tiến hành trong tháng 8 và công tác thu hồi mặt bằng sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2024 với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ, sớm phục vụ việc đi lại của người dân, chỉnh trang đô thị và chống ngập cục bộ tại các hẻm trũng. Sau một tháng mở phiên tòa xét xử đại án ngành đăng kiểm, trước khi kết thúc phần bào chữa và tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát cũng đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên giảm án cho 52 trên 254 bị cáo, mức thấp hơn so với đề nghị ngày 6 tháng 8. Trong đó có bị cáo Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, được đề nghị giảm từ 20 năm tù xuống còn 18 đến 19 năm tù. Viện Kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử thay đổi mức án đề nghị từ án tù giam sang án tù treo cho 10 bị cáo khác. Ngoài 52 bị cáo nêu trên, Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm đề nghị của hội đồng xét xử tuyên mức án như Viện Kiểm sát đã đề nghị tại phiên tòa ngày 6 tháng 8. Trong đó giữ nguyên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam từ 18 đến 19 năm tù về tội nhận hối lộ, 5 đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt ông Hình là 23 đến 25 năm tù. Trong ngày 17 tháng 8, hội đồng xét xử cho 253 trên 254 bị cáo nói lời sau cùng. Phiên tòa kết thúc sớm hơn so với dự kiến do các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo cho biết qua phiên tòa đã nhận thức rõ hơn về hành vi phạm tội, mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, khoan hồng. Theo kế hoạch, hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 8 2024.